Audio TMX xin được gửi lời chào đến toàn thể anh chị em yêu nhạc và ca hát nhé. Ngày hôm nay thì em rất là vui khi mà lại quay lại với anh em ngày hôm nay, rất là hân hạnh khi lại được giới thiệu đến toàn thể anh chị em một cái mẫu mic của thương hiệu DB Acoustic với cái model là DB 750. Đây anh em đang nhìn thấy ở trên màn hình chúng ta đang có là cái mẫu DB 750 kia đấy ạ. Đó thì cái sản phẩm mẫu này là một trong những cái sản phẩm mẫu mic mà thuộc vào những cái mic chất lượng chuyên trị những đôi loa khó tính, những đôi loa lì lời, những đôi loa kém về giải min thì ok, mic này giải quyết được nha anh em nhá. Mic này mang lại được một cái chất lượng âm thanh và một cái tiếng mic rất là sạch, rất là tơi, và giải min của nó thì thật sự là tuyệt vời vì đây là một trong những cái sản phẩm mic chuyên nghiệp, sản phẩm mic dành cho những cái sự kiện chuyên nghiệp. Mà đương nhiên nó đã chuyên nghiệp thì nó phải chất lượng, nó chất lượng thì mới phục vụ được cho chuyên nghiệp. Chính vì thế anh em chúng ta hoàn toàn có thể mua được những cái bộ mic như thế này về để chúng ta dùng. Đối với cái sản phẩm này thì ngoài những cái thiết kế về bên ngoài rất là đẹp, rất là sang, sắc nét từng chi tiết một, thì ở đây chúng ta lại có một cái tai mic mà em đang quay ở đây. Tai mic này có đèn ở đuôi nhá, và đây tuyệt vời đúng không ạ. Một cái ưu điểm nữa ở đối với những cái tai mic này, ngoài cái đẹp, ngoài cái chất lượng, ngoài cái sóng khỏe để phục vụ sự kiện chuyên nghiệp ra, mà đã sóng khỏe để phục vụ chuyên nghiệp thì anh em gia đình chúng ta dùng thì lại hoàn toàn yên tâm về sóng. Chúng ta không bao giờ lo bị yếu sóng hay bị mất sóng hay là đang hát thì chập chờn sóng. Mà ở đây thì còn một cái ưu điểm nữa là đối với tai mic hoàn toàn chúng ta có thể tháo cái tai mic này ra. Đó, tháo cái củ mic này ra. Anh em có thể, đối với cái củ mic này được tháo rời như này thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp được những cái củ mic khác mà chúng ta có thể muốn trải nghiệm những cái chất âm khác. Giả sử ví dụ như ở đây thì em đang có những cái tai mic như là của Shure, của Mỹ chẳng hạn, thì hoàn toàn chúng ta có thể lắp được. Ở đây thì em đang có tay của Shure Beta 58 nhé, tay của Beta 58 và tay của SM 58 hoàn toàn chúng ta đều có thể lắp vào được và đều hoạt động rất bình thường và có tiếng chất lượng âm thanh rất là ok. Thì trên tay em bây giờ ở đây nó đang là cái tay của cái SM 58 anh em nhé. Đây là cái củ mic SM 58, củ xịn anh em nhé, xịn đó, nhìn biết ngay đó. Và em có một cái củ mic của Beta 58 cũng là củ xịn nhá, những cái này thì đều là củ bãi đây ạ. Củ Beta thì em sẽ lắp thử cái củ Beta và để anh em thử cùng thử nhé. Đây chúng ta lấy tay mic này hoàn toàn vừa gen luôn, điều đặc biệt tuyệt vời là ở chỗ đó anh em thấy không ạ. Chúng ta có thể biến nó thành một cái mic Shure luôn này, và em sẽ bật lên để 1 2 3 4 5 6 có tiếng luôn đây ạ. Anh em thấy không? Rất đẹp, rất sang. Tuy nhiên là em thích cái tiếng của cái củ mic của hãng DB hơn, vì củ mic của hãng DB nó dày hơn. Củ mic của Beta 58 thì rõ tiếng nhưng mà lại thiếu độ dày. Đây, em sẽ thích củ của DB hơn. Em sẽ lắp lại củ của DB. À, chúng ta thử lắp luôn củ của SM nhá, xem nó sẽ như thế nào. À, cũng khá đẹp anh em ạ, vẫn đẹp bình thường nhá, vẫn đẹp bình thường luôn và vẫn có tiếng nhá. Đây 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây hoàn toàn chúng ta lại thấy được rằng là cũng rất có tiếng bình thường. Mà đối với tai mic này thì lắp củ của SM lại tiếng lại ấm hơn củ của Beta. Để em thử lại củ Beta. Này, em lại quay lại củ Beta luôn. D12 lắp củ Beta lại thanh tiếng hơn. Rồi chúng ta sẽ quay lại với củ của DB nhá. Củ của DB nó sẽ ok hơn đấy ạ. Củ của DB D12 dày hẳn, dày hẳn tiếng luôn. Các bạn, bây giờ thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi xem cái cách
sử dụng và cài đặt của cái sản phẩm mic không dây DVA Cortic với model là DV750 này. Xem là cái mic này chúng ta sẽ cài đặt lại như thế nào. Thì đầu tiên thì anh em sẽ chúng ta sẽ đưa vào một cái trường hợp là giả sử như chúng ta đang bị cái mic này đang bị lock đi. Được chưa? Mic này đang bị lock. Đó, thì khi chúng ta bị lock thì làm sao để chúng ta mở? Lock như này thì rõ ràng là những cái nút chức năng khác là không có tác dụng, chúng ta ấn không có tác dụng nhá. Đó, ấn không có tác dụng. Thì muốn mở lock thì anh em sẽ ấn vào cái nút set này. Đó, chúng ta ấn. Và chúng ta dùng hai cái nút ở trên, chúng ta ợp nó đi, ấn set một lần nữa. Ok, là chúng ta có thể mở lock. Sau khi mở lock thì anh em sẽ thấy là một cái trường hợp xảy ra và anh em nào cũng bị gặp khi chúng ta sử dụng mic là không may chúng ta bị rõ ràng tai mic và đầu thu bật rồi nhưng không nhận sóng với nhau. Thế thì không nhận sóng này thì phải làm sao? Thì do không nhận sóng này thì chứng tỏ là tai mic và đầu thu nó đang không kết nối được với nhau. Thì việc còn lại là chúng ta sẽ phải làm sao để chúng ta kết nối giữa cái tai mic và cái đầu thu này lại. Bằng cách là anh em sẽ nhấn cái nút 3S này này. Nút 3S này là nó có 3 chức năng. Anh em ấn giữ tầm 3 giây thì mic sẽ tự động dò tần số. Nha, mic sẽ tự động dò tần số sạch, dò và kiểm tra các cái tần số xung quanh hệ thống của chúng ta cho nó sạch. Rồi sau khi nó lên cái chữ IR chạy, anh em lấy cái màn hình, cái đèn IR này, dí vào cái đèn IR này là mic sẽ tự động nhận với nhau. Đây. Đó. Mic sẽ tự động khi tự động nhận thì sẽ có tín hiệu ngay và sẽ chuyển lên màu trắng. Anh em thấy không ạ? Đây. Mic sẽ báo là và sẽ có tiếng luôn. Đây 1 2 3 4 5 6 7. Anh em thấy không? Đấy có tiếng luôn. Và ở đây thì đấy là một cái cách để chúng ta nhận giữa cái tần số sóng mic hai cái tai mic với nhau. Ngoài ra hai cái nút ở trên này là hai cái nút tăng giảm âm lượng, anh em thấy không ạ? Đây là cái nút tăng giảm âm lượng, chúng ta sẽ thấy này. Đó. Tăng lên, giảm xuống. Ngoài ra thì cái nút này nó còn thực hiện để là cái nút lưu. Lưu và giữ lại những cái gì chúng ta cài đặt. Đó, chúng ta muốn cài đặt những cái khác thì bằng cách chúng ta ấn set, sau đó dùng hai cái nút ở trên, chúng ta sẽ di chuyển đến cái chúng ta cài đặt cần cài đặt. Channel là chọn kênh, anh em sẽ có 28 kênh chẳng hạn. Đó, sau khi chọn kênh xong rồi thì chúng ta lại nhấn set. Thì đương nhiên nhấn set này thì sẽ bị mất thì anh em lại phải ấn giờ. Đấy, ba chức năng chúng ta lại phải ấn giờ thì ngay lập tức chúng ta sẽ lại có sóng thôi. Có sóng. Và tiếp theo là chọn tần số, anh em cũng hoàn toàn có thể chọn cái tần số cài đặt của chúng ta bằng cách là chọn lên đây xong nó nháy như này này, anh em ấn set một lần nữa. Chúng ta sẽ thấy tần số nháy, anh em cũng có thể chọn tần số bằng cách tăng giảm. Đó, sau khi chọn xong rồi, chọn tần số mong muốn xong rồi, anh em có thể ấn set một lần nữa thì sẽ thực hiện cái tần số đó. Đương nhiên hiện tại thì ở đây đã đang mất sóng rồi. Mất sóng rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái phương pháp ấn nút set này, ấn nút 3S này này để chúng ta lại nhận IR chạy. Đó, chúng ta lại nhận sóng. Này, có sóng ngay đúng không? Đó. Thì đấy là về một vài những cái cài đặt. Ngoài ra thì đối với sản phẩm này còn có hai chế độ chuyển. Là một là chế độ chọn giữa cái nút ở đây này là cái mic gài tai, hai là chọn ở trên này là cái mic này là cái mic để chúng ta sử dụng cái phương án chúng ta mic tay cầm. Đây, mic tay cầm. Đó, thì khi chọn như vậy thì nó sẽ sử dụng, trong quá trình sử dụng nó sẽ rất là nhàn và rất là nhanh. Ví dụ em đang dùng mic tay đi chẳng hạn. Đó, mà em muốn chuyển sang một cái mic gài tai cho một anh ca sĩ nào đó, em có thể hoàn toàn ấn như này thì sẽ chuyển sang một cái mic gài tai ngay. Và khi chúng ta sử dụng mic tay, chúng ta lại ấn về mic tay thì lại có sóng mic tay như bình thường. Thì đấy là một vài những cái ưu điểm của cái dòng mic DV này. Một tính năng nữa mà chúng ta cần quan tâm đến là cái chữ SO. Đây là cái chữ để chúng ta thể hiện được độ nhạy của cái mic. Một cái lưu ý rằng khi chúng ta để độ nhạy càng cao này ấy, thì cái sóng càng xa, và khi chúng ta để cái độ nhạy càng thấp thì sóng nó sẽ càng gần nhá. Đó, thì đấy là vừa rồi là một vài những cái cài đặt của cái dòng sản phẩm mic DV 750. Rất là chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này. Anh em có nhu cầu và có cái gặp sự cố gì về cái sản phẩm của DVA có thích, hoàn toàn là có thể liên hệ bên em qua số điện thoại là 0345 265 888 hoặc 0328 222 892. Xin được chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này. Rồi, bây giờ mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta test thử cái chất độ mic của DV750. Hiện tại thì em đang phối ghép với chiếc mic DV750 và cái chiếc van Shiso S7 Aquic. Xin chúc Quang DV S700 nhé.
thì cái combo này nó đang mang lại được cái rất là đẹp, rất là sang mà lại còn chất lượng. Ở đây em chạy với một đôi loa PK12 đang làm mưa làm gió trên thị trường. Đôi loa này tiếng rất hay, giải mid, giải bass và giải treble xịt xèn cũng rất là ok. Thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta thử một đoạn nhạc để chúng ta cũng lắng nghe chi tiết những cái chất lượng âm thanh, chứ chúng ta không nghe người hát vì người hát rất dở. Đâu em mời anh em nhé, chúng ta cùng đi nghe thử. Chúng ta cũng quay trở về với những cái năm 2000. Thời đấy anh em ai cũng nghe bài này. Dường như cũng đã xa giờ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua khi mùa đông đã về, chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không, mà sao không thấy một lời cho nhau. Người yêu ơi có bằng một đoạn nhạc, đoạn nhạc ngắn thôi đúng không ạ? Thì anh em cũng cảm nhận được cái chất lượng tiếng của cái chiếc mic DB750 này rất chuyên nghiệp, mang lại lời ca rất hay. Thì mọi thông tin anh em có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0345 265 888.